Thầy gửi đến bạn một câu đề bài như sau. Viết công thức cấu tạo mật hợp của C4H6O2. Bước đầu tiên đi tính K đã, sau đó mới làm việc được. K bằng tổng liên kết pi cộng vòng. Sẽ áp dụng công thức là 2F4 trừ F1 cộng 2 tất cả chia 2. F4 đây là số carbon hóa trị 4, 2 nhân cho 4. F1 là số hydro hóa trị 1, 6 cộng 2 chia 2. Thì đây chúng ta tính được là bằng nhiêu? Bằng 2 đúng không? Vì nó là mạch hở thì trong trường hợp này không có vòng, tức là vòng đây bằng bao nhiêu? Vòng đây bằng không, bỏ vòng luôn. Rồi. Và bạn nên nhớ cho mình này, có hai oxy. Có hai oxy thì chúng ta sẽ có như thế này. Hai oxy. Pi bằng 2. Được chưa? Pi bằng 2 thì ở đây chúng ta sẽ hiểu như thế này, chúng ta có trường hợp 1. Đó là nó là đơn chất. Đơn chất của chúng ta thì nó có hai loại. Đó là axit hoặc anhydride. Chúng ta xét đầu tiên đó là axit. Ở đây chúng ta có 4C. Chúng ta điền nhóm chất COH vào. Bạn nghe kỹ. Nhóm chất COH này thì thỏa mãn pi bằng 1 rồi. Đến pi bằng 2 thì trong ba carbon chứa liên kết đơn đó nó sẽ điền một liên kết đôi vào là xong. Như vậy đối với cái công thức này thì nó sẽ điền được hai liên kết pi. Pi ở bên ở vị trí đầu tiên, pi ở giữa. Ở đây là không điền được em nha, vì nó thừa hóa trị carbon. Tiếp. Chúng ta vẫn có thể là bẻ nhánh, lấy cái công thức đầu tiên này, chúng ta đi bẻ nhánh, tức là bẻ cái C này gắn ở đây hoặc gắn ở đây. Chúng ta sẽ gắn ở đây thì xuất hiện một phần mới, gắn đây không được. Được bạn ơi. Như vậy đây chúng ta sẽ có là C nối đôi C CO OH gắn C vào. Có ý kiến gì không em ơi? Nếu không ý kiến gì thì mình sẽ đến trường hợp thứ hai, đó là EST. EST. Este thì nó như sau. CO. Bây giờ H đứng đầu. Bên đi còn lại là 3C. Thì giống như trường hợp trên thì pi có thể nằm ở đây hoặc nằm ở đây. Hiểu vấn đề không ạ? À? HCOO. Hỏi gì không Hải ơi? Không thì Rồi tiếp. Bây giờ chúng ta bẻ nhánh nha, bẻ nhánh. Bẻ nhánh thì chúng ta lấy chất đầu tiên bẻ nhánh đi. Được chưa? Hết. Bây giờ chúng ta tăng cái số C bên trái lên. Giờ hạ bên phải xuống. Để kia này cho bạn dễ nhìn. Tăng bên trái lên, hạ bên phải xuống. Tăng bên trái thì bây giờ chúng ta tăng như thế nào đây? Tăng 1C đi ha. Thì bên phải chúng ta còn 2C và pi nằm đây. Nếu em tăng bên trái lên 2C, bên phải 1C. Thì chỗ này phải là liên kết pi. Hết rồi. Có kiến gì không em ơi? Quá trình điền hydro thì mình chỉ điền cho bạn một chất thôi, còn những chất còn lại cực kỳ đơn giản, các bạn tự điền. Được chưa? Rồi, đó là trường hợp mà chúng ta đang khảo sát nó là đơn chất. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát nó là tạp chất. Tạp chất thì như thầy nói nó cũng khá là phức tạp.
Đây. Ở tập trước thì chúng ta chỉ quan tâm tới anh thiết là chịu, còn sư tôn thì chúng ta không gặp, cho ta bỏ qua luôn. Đây mời. Chúng ta đang có 4C. Thầy gắn nhóm chức CHO vào. Mời nghe kỹ. Ở đây mình thỏa mãn có nhóm chức CHO, chúng ta thỏa mãn có liên kết B nữa. Liên kết B thì bây giờ chúng ta sẽ điền như sau. Mình chỉ quan tâm tới tạp chất đơn giản là CHO và OH em nha. Không nói thêm nữa. Rồi. Bây giờ thầy sẽ hình thành liên kết đôi vào vị trí đầu tiên, vị trí ở giữa. À, chúng ta chỉ quan tâm tới nhóm chất OH. Định nghĩa thế nào là rượu? Rượu là OH chúng ta điền vào carbon chứa liên kết đôi, liên kết đơn. Đây là carbon liên kết đôi rồi, không được. Liên kết đôi rồi không được. Liên kết đơn được này. Điều đây thì nó sẽ tạo thành rượu. Được không em ơi? Thằng này vậy, điền vị trí đầu tiên thì ra rượu. Thế thôi. Tiếp tục. Còn chúng ta là nó bẻ nhánh 4C, chúng ta có thể bẻ nhánh được. Bây giờ chúng ta đây là CHO, bẻ nhánh xuống đây, điền đôi vào đây thì OH chúng ta sẽ không điền ở đây, không điền ở đây, và điền về điều trí này nữa là xong. Và đây là tất cả những gì liên quan tới tạp chất. Có kiến nhiều em ơi. Hương hiểu không Hương ơi? Dễ hiểu. Rồi. Rồi còn tính chất học thì bạn xem lại cái phần C2H4O2 nha, thầy nói khá là kỹ rồi. Được chưa em? Được chưa, được chưa? Thầy dừng cái phần này lại đây được chưa? Hiểu. Ừ.